con này cắn khôn đấy. Đấy em nhìn luôn. Đây rồi. Đóng rồi. Đóng rồi nha mọi người. Úi dồi ôi. Hàng rồi coi ơi. Úi dồi ôi. Con này to này to nha mọi người. Úi dồi ôi. Con này cắn khôn đấy nhỉ. Đấy em nhìn luôn. Đây rồi. Đóng rồi. Đóng rồi nha mọi người. Úi dồi ôi. Hàng rồi coi ơi. Úi dồi ôi. Con này to này to nha mọi người. Úi dồi ôi. Cước đi. Bự thôi nha mọi người. Ôi ôi. To lắm nha mọi người. Ua. Hello, xin chào 500 anh em quay trở lại với Phương Thảo Fishing. Hôm nọ em câu cái cá rô đồng ở cái đoạn này thì nhiều anh em bảo là nỗ bèo nó đẹp quá, anh đục nỗ thảo đánh đục đi. À, cái chỗ này ngày xưa thì em cũng từng đục nỗ thảo và đánh đục rất là nhiều rồi, nhưng mà ở dưới đáy các bạn thì đáy nó bèo nó nhiều, nó dễ bèo thối nhiều ấy, thành ra là khó câu. Nhưng hôm nay cũng vẫn quyết định là chơi một quả lớn, là chơi thả mồ to anh em nhé. Thả mồ to xuống đáy cho nó nổi được cái phần mồi lên là mình thả lưỡi đánh đục thôi. Những cái lỗ bèo như thế này đánh cực kỳ sướng luôn anh em ạ. À, xem cái lỗ hôm nọ em câu cá rô đồng ấy, hôm nay hầu như em câu lửng hết mà lên cá mầm luôn. Hôm nay sẽ vào đánh ổ anh em nhé. Này, này đánh ổ và cần đấy các bác này. Này sẽ đánh bằng cái 46T này và mồi ủ chua. Thảo này em mang hơn 1 cân mồi cơ. Cái này phải đến 1,5 cân các bạn. Thả luôn cả một cân xuống và để nửa cân mình bó mồi thôi. Triển khai anh em ơi. Đây và em sẽ tiến hành đi vào trong cái ổ bèo trong đây anh em nhé. Đúng cái lỗ bèo ngày xưa đấy. Rồi bây giờ đi là phải lội xuống này đi vào bên trong anh em ạ. Úi trời. À trời. Mày ở đất nó cũng còn cứng cứng đấy. À trong đây toàn bùn rồi. Chết sợ. Trong này bùn là dễ đi cái nún mất dép luôn. Đi vào bên trong lên thấy cái này trên là tây anh em ạ, nắm quả chưa? À, các bác nhìn này, quả lắm chưa? Cái này chắc khoảng nửa tháng hai bọn này chín hết. Nắm quả đấy. Đây. Đi sâu bên trong đây thì hầu như toàn là bèo anh em ạ. Cái này đục lỗ ra thì cá nó kiểu như là nó có cái lỗ ấy, cứ ngòi nó thở ở chỗ đấy thì côn nó vô lỗi luôn. Đánh ổ đục tuyệt vời. Mương này kiểu như nâu người ta không dọn đấy, toán bèo là bèo. Cá dãy đầy anh em này. Nhìn được cá rô đấy nó dãy đầy luôn. Tăm tăm luôn. Mà vào trong đi. Này đang mang cây cần commando to to đi với phải cái đống bèo của anh em ạ. Chắc tôi mãi mới chọc được một quả lỗ anh em ạ. Bây giờ là rửa lưỡi trong đây lỗ sâu. Thế đấy nó cũng chung là cũng nhiều bùn lắm. Quả nó mưa mát trời, hôm nay có lên được con hàng. Ôi sầu lắm anh em ạ, tít mít. Ôi ôi, cái ở ngay đây mà chắc nó cũng phải 2,5 mét nước chắc. Đánh lục đầu cần nó mới là phê pha anh em này. Sầu lắm. À rồi. Tôi khoảng hơn 2 mét nước tí. Cứ nghĩ 2,5 mét là khoảng hơn 2 mét anh em ạ. Này đánh ổ thì anh em thấy có tuyệt vời không? Đấy, chuẩn ổ chưa?
Này đánh gỗ là tuyệt vời này. Gạt mấy cũng có là anh em nhé. Cho anh em nhìn ngắm xa nó xuống. Bây giờ vã đống mồi ủ. Giờ sẽ vã một cân mồi ủ xuống các bác ạ. Làm cái ổ. Làm cái ổ cá nó vàng. Ok. Này đợi khoảng 15-20 phút nữa cá vào thì anh em tầm này thì cứ đi hút điếu thuốc đi. Ăn sáng chứ là các kiểu tí vào giật là vừa tập. Đúng rồi, đóng rồi nhau ơi. Úi dồi ôi, hàng rồi các bác ơi. Úi dồi ôi, con này to thì to nhau ơi. Úi dồi ôi. Con này cắn khôn đấy nhỉ. Đấy anh em nhìn nó núi. Đây rồi, đóng rồi nhau ơi. Úi dồi ôi, hàng rồi các bác ơi. Úi dồi ôi, con này to thì to nhau ơi. Úi dồi ôi. Cước đi. Bự rồi nhau ơi. Úi dồi ôi, to lắm anh em ơi. Ui, cái này to anh em ơi. Đây. Ui, hàng bự. Ui, đóng một đuôi. Ui, đóng đuôi, cá chấm anh em ơi. Ui, hàng to quá. Ui, anh em hàng to chưa. Ui, đóng con chấm cỏ. Đã quá anh em ơi. Cái này đợi lấy vào chưa rồi. Ui, chưa được bao giờ, nó mắc một cái vào bèo, một cái vào thịt nữa kìa. Anh em nhìn rõ không? Chưa rồi, một mắc một cái vào. Một cái mắc vào bèo anh em ạ. Chưa rồi. Ui. Một cái mắc vào bèo anh em ơi. Này phải đợi em ráo vợt nhé. Ôi, con này bự quá các bác ơi. Này vợt, vợt. Ủa, nó đóng hai lưỡi. Ôi, ok anh em ơi. Ok. Chết. Tuột chi lẻo ấy. Ôi, nó đóng này bảo. Chết rõ đóng này bảo anh em. Cái lưỡi đóng vào khả năng này. Cái này khả năng em phải lùi lên. Trời ơi, cái này phải lùi lưỡi này, nó thích dính vào bào, không cô lên được cá bao. Ủa ôi. Ủa, đóng một cục bào, rồi. Ok. Wow, anh em, đóng một con chấm phê cho anh em này. Đóng cái đuôi. Ủa.
đánh ngoài thiên nhiên này sướng, các bác nhìn cá rất là gầy luôn. Con này may nó đóng hai lưỡi, đóng một lưỡi của nó là mất rồi. Nó đóng nó vướng vào bèo các bác ạ. Tuyệt vời quá. Này. Ui này anh em này, hàng này. Tay chân giờ vẫn còn dùng các bác. Các bác nhìn cá thiên nhiên gầy, rất là gầy luôn. Con này rất là ngon các bác nhá. Ui anh em thấy quả nó rico phê, nó kéo khẩn veo veo mà sợ thật đấy. Phê quá, tay em run. Tay em vẫn còn run quá ơi. Đấy rồi, ôi tuyệt vời tuyệt vời. Nó tăm tăm phát xong rồi nó con này nó ăn khôn thật, nó nín mấy phát nhỉ, nó mới mút giật cùng phát, anh em thấy đánh đóng đục giật cùng phát cái vèo 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 đá thật cho rõ quá nhá, tuyệt vời quá. Này lại có một cái video hay cho anh em xem nào. Đây mày quá, này con này không mất các bạn ạ. Lại có video hay cho anh em xem rồi. Ok tuyệt vời. Ô, tuyệt vời quá, thả nó ở đây anh em nhé, cột nó ở chỗ này phê như con tt ha. Con đầu tiên anh em thấy bắt đầu tắm lại kìa, vừa lên còn chấm phê quá, cá bắt đầu nó cuốn ổ em nhỉ, tắm lại kìa, cái này nên vẩn tí lại đè xem, qua đây cái hạt ni ti đấy, đấy, phào hơi lắc anh em kìa, này lại con nào phào lần quần đây rồi, alo, vâng. Vâng. Nhà em không có nhà đâu. Em vừa đi câu rồi, em không có nhà đâu. Em sang bác không bảo em sớm bây giờ này. Này đang ngồi ngoài sông rồi. Vâng. Thì rồi thế thì kéo sang bác điện em từ sớm đó. Bây giờ hôm bữa ngồi vừa đang câu giờ không bày được đâu. Ui giời, nhà em không có ai nhà, có thì vợ em lấy sang ngoại, không thì em bảo vợ vào lấy là được. Ui giời, thế thì đợi về đếm xem đấy nhé, đến điện em vợ em có nhà nó có về không đó nhé. Ui đèn quá anh em ạ, anh em nhìn tâm bắt đầu này, qua nhìn này, tâm bắt lấy này, có cái ông ở bên Vĩnh Bảo sang tận đây ông đặt cần mà ông không bảo sớm sang tới đây rồi mới gọi nhà em, rồi không ai nhà, vợ đang ở bên ngoại, đèn thật đấy. Ở thu đồ về thì tiếc mà ngồi lại thì cũng không ngồi được, người ta tận ở bên kia là ta sang cơ. Này đóng mẻ quá các bạn, cá đang cuốn đang phê thì coi nhìn tâm nó lại ni ti nhiều hôm nay mà bây giờ về tiếc lắm nhỉ. Địa điểm này cách nhà em 4 cây cơ, bây giờ em bất đồ ở đây cũng không ai trông nhau. Kể ra mà có người trông bất đồ ở đây thì mình về xong mình chạy lên thì ngon. Đèn thật đấy, giờ thu đồ về hơi đen anh em ạ. Được mỗi con sóng cỏ, cá đang cuốn, quá nhìn hạt nó này. Đấy, nhiều này về tiếc quá. Không biết phải làm sao anh em ạ. Anh em nhìn thấy ổ đẹp thế này, giờ em về em tiếc quá không ạ. Bao nhiêu đấy tắm lại phao cứ lắc này. Này chắc chắn là đang có con hàng nó là quần đây rồi. Đấy anh em nhìn tắm lại chưa? Phao cứ lắc đi. Tắm này lúc anh phao. Tiếc thật đấy. Giờ bác ấy tận ở bên Vĩnh Bảo sao mà giờ nhẽ bây giờ bắt bác đợi thì cũng không đành. Mà về thì cũng hơi tiếc. Mà chắc là em phải thu đồ về các bạn. Về xong rồi có gì chắc là mai kiếm sẽ quay lại cái ổ này đánh. Video hôm nay nó hơi ngắn, mong anh em thông cảm nhé, hơi buồn một chút. Đầu mũ cá chấm cỏ giờ lại về anh em ơi, tiếc quá, tiếc ơi tiếc luôn đấy. Khách gọi thì ra là cũng không từ chối đâu, giờ về nhanh người ta đợi, rất là ngại luôn anh em ạ, phí thật. Rồi sẽ hẹn một ngày sớm nhất sẽ quay trở lại vị trí này anh em nhé.